Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ về sản phẩm là Casumin 2L. Đây là một trong những loại thuốc mà trị bệnh cho cây trồng, nhưng mà khác với những loại thuốc mà những lần trước mình hay chia sẻ với các bạn á, thì cái loại thuốc trước á, thì có loại thuốc hình như cũng có vài loại thuốc giống như loại này rồi đó. Thì mà đa số là mình chia sẻ những cái loại thuốc mà trị bệnh, tác nhân gây bệnh đó là do nấm. Còn hôm nay thì mình xin chia sẻ là anh Casumin này á, thì ảnh cũng trị bệnh cho cây trồng luôn, nhưng mà tác nhân gây bệnh á, là do vi khuẩn. Thì tên thương mại là Casumin 2L, hoạt chất đó là Casugamycin 2%. Thì đối với hoạt chất Casugamycin này thì sẽ trị được một số cái bệnh mà do vi khuẩn gây ra. Đồng thời có một số cái bệnh đó mà do nấm gây ra, thì sản phẩm Casugamycin này cũng hạn chế hoặc là có được một cái hiệu quả nhất định nào đó. Đó thì thuốc đặc trị bệnh đạo ôn hay gọi là cháy lá thối cổ giá trên cây lúa và các bệnh do vi khuẩn gây ra, như bệnh đốm sọc nè, bệnh bạc lá lúa. Ở đây thì các bạn cũng chú ý để mà chia mà phân biệt cho mình hai cái loại bệnh này, nó rất là hay nhầm với nhau. Bệnh ở đây là bạn cái bệnh bạc lá lúa nè, thì nó có một cái tên khác nữa là bệnh cháy bìa lá lúa. Thì các bạn phân biệt cho mình cái bệnh khác với bệnh cháy lá ở trên đây. Bệnh cháy lá ở trên đây á, hay gọi bệnh đạo ôn á, thì nó lại là do nấm gây ra. Ở đây các bạn phân tích luôn, bệnh đạo ôn mở ngoặc ra cháy lá, đó là này phải phẩy cái nữa, rồi thối cổ vé là vì sao? Vì á, là bệnh đạo ôn rồi nè. Mình quay lại khúc này mình sẽ giải thích chút xíu nha. Bệnh đạo ôn này thì nó tấn công ở trên lá và trên bông. Thì đối với trên lá đó, trên lá thì người ta gọi là bệnh cháy lá, còn trên bông là bệnh thối cổ vé bông lúa các bạn nhé. Còn tiếp theo là mình đi lại cái phần hồi nãy là phân biệt với bệnh bạc lá lúa, bạc lá đi dễ, bạc lá và cháy lá. Hay thì các bạn nhớ với mình nha, bệnh bạc lá chính là bệnh cháy bìa lá, có thêm chữ bìa vô nữa. Còn bệnh á mà cháy lá, bệnh bạc lá hay gọi là bệnh cháy bìa lá là do vi khuẩn gây ra, còn bệnh cháy lá là do nấm gây ra. Các bạn chú ý mình á, tại vì sao mình nói là các bạn phân biệt ở chỗ là nó chỉ thêm một chữ bìa thôi, dụ như là cháy bìa lá với cháy lá thôi, nên rất là nhiều bạn có thể là hay bị nhầm ở chỗ đó. Cháy bìa lá có chữ bìa là do vi khuẩn, còn cháy lá không á là do nấm, mà cái cháy bìa lá nó lại có một tên khác nữa là bạc lá lúa. Rồi mình xin tiếp tục nha. Rồi tiếp theo là Casugamycin trị được thêm bệnh đen lép hạt, rét trái như cam quýt. Đến phần này nữa thì mình lại chia sẻ tiếp, đó là cái rét trái á, thì á, là do vi khuẩn gây ra, hay người ta gọi là bệnh thường là bệnh ghẻ đó. Bệnh ghẻ thì là nó chia làm hai loại các bạn nhé, một là ghẻ lồi, hai là ghẻ lõm. Ghẻ lõm thì người ta hay gọi là bệnh rét, là cái vết nó lõm xuống và nó thường hay có nhũn nước, thì là do vi khuẩn gây ra. Còn bệnh ghẻ lồi á, thì các bạn thấy là thì cái triệu chứng là cũng như trên trái đi, trái cam, trái quýt đi, nó sẽ có những cái ghẻ lồi lên, thì nó là ghẻ lồi, thì bệnh đó lại là do một loại nấm gây ra. Mình cũng chia sẻ rõ như vậy để làm chi, để sau này khi nào các bạn có gặp cái trường hợp nào bạn phán đoán đúng bệnh và đúng thuốc, xử lý đúng thuốc thì bệnh nó mới hết được. Tiếp theo là bệnh đốm lá đậu phộng, bệnh thối nhũn trên nhiều loại rau. Mình xin đi vào phần hướng dẫn sử dụng. Thì đối với lúa chỉ bệnh đạo ôn, khô cháy lá, thối thân đốt, cổ dễ đen hạt, bạc lá hay cháy bìa lá, đốm sọc, đen lép hạt, thì các bạn pha cái liều là 20-30ml thuốc trên bình 8 lít. Chúng ta phun hiệu quả nhất là khi bệnh mới chớm xuất hiện. Đối với rau bắp cải bệnh trị bệnh thối vi khuẩn thì các bạn pha cái liều là 30-40ml trên bình 8 lít. Chúng ta phun phòng hoặc là tưới gốc 1-2 lần ở thời kỳ cây con, hoặc 3-4 lần ở thời kỳ cây trước khi xuất hiện bệnh, phun định kỳ 7-10 ngày trên một lần. Đối với cam quýt thì các bạn trị bệnh lét các bạn pha với liều là 20-25ml trên bình 8 lít. Chúng ta phun định kỳ 7-10 ngày một lần.